đắp như thế này là than hoạt tính của nó là phải kinh kinh khủng lắm nhỉ. Than hoạt tính được mấy năm phải thay nhỉ? Thị trường Bắc Nam là than hoạt tính Việt Nam như của Ấn Độ nắm là thay. Bình nước, cái cục xanh xanh là sau thì khoảng năm thay, còn hai cùng trước là khoảng 10 12 năm. 10 12 năm. Hai cùng trước là thay cái gì? Ừ, phải ra đổ vật liệu ra rồi. Quay cả mấy cái màn hình này. Mình chia màn hình đây. Đây có màn hình nữa. Cái này hiện đại nhỉ? Cảm quay giờ mới biết được cái đại nhỉ? Thoại này cũng quay được nhỉ? Lấy ô tô thì lấy nhạc, nhạc rời chỗ lấy gì? Viêm làm đến dài đến chờ được. Để nắp à? Anh bị hầm còn 60 phân rồi mình. 60 phân nên để lên một cốp đây. Trên đâu? Liền. Đầu tiện là cần phá là một xe anh sơn ra là còn đợi. Thế thì 3 giờ hôm nay ấy. Đợi. Đổ ra là lại đợi cái thằng xe ba ghét này. Không, đấy nào cũng 3-4 thằng ngồi đấy. Nếu chưa có một chỗ hàng. Còn không ăn. Cần chứ không phục vụ. Cho hàng tin nè, nếu ai lúc nào nó ngồi đây, nó đi chạy suốt. Đợi. Tối năm chạy suốt. Thế thì xem chỗ máy dặn ra một chỗ nào bị hở gì. Tao chưa nhìn thấy đâu, sáng nhìn rồi. À đây này. Kéo này này.